À, xin mời lá thăm thứ nhất. Xin mời các anh các chị hãy chuẩn bị tinh thần. Số may mắn thứ nhất là số 8. Xin mời có số thứ tự là số 8. Xin mời được lên sân khấu. Em mà giữ lại mai nhận tiền. Xin mời ai có số thứ tự là số 9 ạ. Xin mời lên sân khấu ạ. Xin mời các anh các chị nhân viên ai cầm trong tay lá số phiếu là số 9 ạ. Xin mời lên sân khấu ạ. Không ai nhận số 9 phải không ạ? Dạ số tiếp theo là số 13. Ai có số 13 xin lên sân khấu ạ. Ai có số 13 xin lên sân khấu ạ. Xin mời anh Quý Long. À, xin mời số 16 lên sân khấu. Ai có số 16 xin mời lên sân khấu. Xin mời anh Bằng. Xin mời số 16 anh Bằng lên sân khấu. Số 21 là cô bé. Vâng, cô bé mời chú Phong lên thay mặt cho cô bé lên nhận ạ. 15 ạ. Ai có số 15 ạ? Xin mời ai có số 15 lên sân khấu ạ? Anh Vinh ơi, anh có số 15 phải không ạ? Xin mời số 18 ạ. Xin mời cô Tâm. Vâng ạ, xin mời cô Tâm lên sân khấu ạ. Vâng ạ, chúng ta đã tìm ra một 6, 7 người. Chúng ta còn 3 người nữa. Xin mời. Số may mắn tiếp theo là số 10. Xin mời ai cầm số 10 lên sân khấu ạ. Số 10 là Thiện phải không ạ? Và số tiếp theo là số 19. Xin mời số 19 lên sân khấu ạ. Vâng ạ. Là số may mắn cuối cùng cho giải khuyến khích là số 19. Xin mời anh Phúc. Mời anh lên sân khấu ạ. Và xin trân trọng kính mời chú Hoàng sẽ trao các cái giải khuyến khích cho xin lỗi. Xin mời phu quân của cô Tâm. Xin trân trọng cảm ơn anh. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Cô Tâm đã nhận quà chưa?